vẫn là những căng thẳng giữa chính quyền Bắc Kinh và Washington. Trung Quốc trừng phạt các quan chức Mỹ về vấn đề Đài Loan và gọi các hành động như vậy là bẩn thỉu. Tiếp tục, Trung Quốc nói việc gắn hệ thống kinh tế của nước này là chủ nghĩa tư bản nhà nước là không chính xác. Tại Mỹ, Nhà Trắng công bố danh sách 603 thành tựu của ông Trump. FBI điều tra nghi vấn trộm laptop của Chủ tịch Hạ viện Mỹ để bán cho Nga. Hàn Quốc hy vọng Mỹ Triều đạt tiến triển trong ngoại giao phi hạt nhân hóa. Các thông tin đáng chú ý khác, Thái tử Samsung bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù giam vì tội hối lộ. Website của Parler bất ngờ hoạt động trở lại. Máy bay chiến đấu của Israel lại tấn công dải Gaza. Quý vị đang đến với FBNC Thế giới hôm nay. Xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, mới đây Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố áp biện pháp trừng phạt đối với các quan chức Mỹ liên quan đến quyết định dỡ hạn chế giao thiệp với Đài Loan. Theo đó, vào ngày 18 tháng 1, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói tại buổi họp báo ở Bắc Kinh, nguyên nhân của việc này là do những hành động sai trái của Mỹ. Bình luận được đưa ra khi phóng viên đặt câu hỏi Trung Quốc sẽ thực hiện như thế nào cam kết khiến Mỹ phải trả giá đắt vì những động thái với Đài Loan. Sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố dỡ bỏ toàn bộ quy tắc hạn chế giao thiệp của quan chức Mỹ với đảo Đài Loan, Đài Loan cũng thông báo nâng quan hệ với Mỹ lên thành đối tác toàn cầu. Tuyên bố của ông Pompeo khiến quan hệ Mỹ-Trung vốn đã căng thẳng càng thêm phức tạp. Mỹ như dội thêm dầu vào lửa khi thông báo đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc là Kelly Craft sẽ đến thăm Đài Loan. Chuyến đi sau đó bị hủy nhưng bà Craft đã điện đàm với lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn, bày tỏ sự ủng hộ với hòn đảo này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc không nói rõ các quan chức Mỹ liên quan đến quyết định dỡ bỏ hạn chế giao thiệp với Đài Loan sẽ bị nước này trừng phạt như thế nào. Mỹ cũng chưa bình luận gì về thông tin này. Theo ông Guo Shuqin, Chủ tịch Ủy ban Quản lý Ngân hàng và Bảo hiểm Trung Quốc CBIRC, việc gắn hệ thống kinh tế của nước này với chủ nghĩa tư bản nhà nước là không chính xác sau những chỉ trích gần đây về việc Trung Quốc đang ngày càng kiểm soát khu vực tư nhân. Trong một bài phát biểu, ông Guo Shuqin cho biết đây là một sự hiểu lầm lớn. Nhận xét của ông Guo được đưa ra trong bối cảnh nhiều người dân và doanh nghiệp đang ngày càng thận trọng về các quy định thắt chặt hơn của Trung Quốc đối với khu vực tư nhân và sự sụp đổ của đợt IPO trị giá 37 tỷ đô la của gã khổng lồ FinTech Ant Group vào tháng 11 năm ngoái. Quốc tế đã có một số nhận xét tiêu cực về kinh tế Trung Quốc. 20 năm trước, người ta nói rằng Trung Quốc không phải là nền kinh tế thị trường và cần chuyển đổi. Gần đây, họ cáo buộc Trung Quốc là chủ nghĩa tư bản nhà nước. Kinh tế khu vực tư nhân của Trung Quốc hiện chiếm 60% tổng hoạt động kinh tế của đất nước do cải cách thị trường từ cuối những năm 1970. Ông Guo cho biết thêm, các chính sách công nghiệp quốc gia của Trung Quốc nhìn chung phù hợp với các cải cách theo định hướng thị trường. Thưa quý vị, khi nước Mỹ sắp chuyển sang chính quyền mới và chuẩn bị cho 100 ngày đầu tiên của Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ là ông Joe Biden, Nhà Trắng đã hoàn thiện và công bố danh sách hơn 600 thành tựu của Tổng thống đương nhiệm Donald Trump. Danh sách thành tựu được công bố đề cập khá dài về phản ứng với đại dịch COVID-19, điều mà một số người coi là nguyên nhân khiến cho ông Trump thất cử. Trừ những bình luận thông thường về các danh sách trong quá khứ, Nhà Trắng trích dẫn 603 thành tựu bao gồm những lời hứa của chiến dịch tranh cử năm 2016 và các sáng kiến được đưa ra mà các viên chức cho biết sẽ tạo cơ sở cho di sản mà Tổng thống Trump có kế hoạch nêu bật trong thư viện của mình. Danh sách này đề cập mọi khía cạnh của nhiệm kỳ Tổng thống Trump và nêu bật sự thành công trong các lĩnh vực nhập cư, thuế, hòa bình Trung Đông, độc lập năng lượng, bãi bỏ quy định và bổ nhiệm thẩm phán. Đáng chú ý, một trong những phần dài nhất bao gồm phản ứng với cuộc khủng hoảng do đại dịch COVID-19 gây ra mà một số người cho là tác nhân khiến ông không thể có được nhiệm kỳ thứ hai tại Nhà Trắng. Với hai lần luận tội và cuộc biểu tình ở Điện Capitol đang phủ bóng nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump, ít viên chức hy vọng danh sách này sẽ thu hút được nhiều sự quan tâm. Tuy nhiên, những người khác đang kêu gọi những người ủng hộ và những người trong cuộc nói về những thành tựu mà ông Trump đã đạt được. Theo Politico, trong hồ sơ đề nghị truy tố gửi lên tòa án hôm 17 tháng 1 vừa qua, đặc vụ cơ quan điều tra liên bang Mỹ FBI John Lynch cho biết đã nhận được tin tố cáo Riley June Williams, 22 tuổi, là công dân của bang Pennsylvania, về hành vi trộm laptop của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi và muốn bán cho Nga. Người tố cáo là bạn trai cũ của cô Riley June Williams.
Anh này xác nhận cô Williams chính là người đã dẫn đám đông lên cầu thang tới văn phòng bà Pelosi trong vụ tấn công tại trụ sở Quốc hội hôm 6 tháng 1, đồng thời cho biết đã trò chuyện với bạn bè của cô và họ đã cho anh ta xem video cô lấy trộm laptop từ văn phòng của bà Pelosi. Trích theo lời khai của nhân chứng, cô Williams định gửi laptop này cho một người bạn ở Nga để bán lại cho SVR, cơ quan tình báo nước ngoài của Nga. Tuy nhiên, kế hoạch đổ vỡ không rõ lý do và cô Williams vẫn đang cất giấu chiếc laptop hoặc đã tiêu hủy nó. FBI cho biết vẫn đang điều tra vụ trộm này và không có dấu hiệu nào cho thấy thiết bị điện tử này bị lấy đi từ văn phòng của bà Pelosi. Tòa án đã phê chuẩn lệnh bắt cô Williams, nhưng người phụ nữ này đến nay vẫn chưa bị bắt. FBI đang điều tra hàng trăm nghi phạm với cáo buộc xâm nhập tòa nhà Quốc hội trong vụ tấn công Điện Capitol ngày 6 tháng 1. Hàng chục người đã bị truy tố với nhiều tội danh, trong đó có các cựu binh, cảnh sát địa phương, thậm chí là quan chức cấp hạt. Vào thứ Hai 18 tháng 1, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden nên tăng cường các cuộc đàm phán với Triều Tiên để xây dựng tiến trình mà trước đó ông Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đạt được. Ông Joe Biden sẽ nhậm chức vào ngày thứ Tư 20 tháng 1 theo giờ Mỹ, trong bối cảnh các cuộc đàm phán nhằm loại bỏ các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên để đổi lấy việc Mỹ giảm nhẹ lệnh trừng phạt vẫn đang bế tắc. Ông Moon từng đề nghị làm trung gian hòa giải giữa Bình Nhưỡng và Washington, cho biết sẽ sớm tìm cơ hội để thúc đẩy Triều Tiên trở thành ưu tiên trong chính sách đối ngoại của ông Biden và để Mỹ tuân theo thỏa thuận mà ông Trump và ông Kim đã đạt được tại hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của họ ở Singapore. Tại cuộc họp đó, hai nhà lãnh đạo đã thề sẽ thiết lập quan hệ mới và hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, trong một hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai và các cuộc đàm phán sau đó đã bị đi vào ngõ cụt. Cũng tại Hàn Quốc, mới đây theo hãng tin Yonhap đăng tải thông tin, ông Lee Jae-yong, phó chủ tịch tập đoàn Samsung Electronics hay còn được gọi là Thái tử Samsung, vừa mới bị kết án 2 năm 6 tháng tù giam vì tội hối lộ. Thông tin chi tiết của vụ việc vẫn chưa được hãng tin Hàn Quốc công bố. Ông Lee Jae-yong được mệnh danh là Thái tử Samsung, bị kết án 5 năm tù hồi năm 2017 vì tội đề nghị hối lộ cựu tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye và một trợ lý của bà 8,6 tỷ won, đổi lại chính quyền Seoul sẽ ủng hộ ông củng cố quyền kiểm soát Samsung. Đầu năm 2018, ông Lee được trả tự do sau khi tòa án cấp cao Seoul giảm án tù xuống còn 2,5 năm và cho ông được hưởng án treo. Năm ngoái, tòa án tối cao Hàn Quốc trả hồ sơ về tòa án cấp cao Seoul với kết luận số tiền hối lộ được ghi nhận là quá thấp. Vào tháng 9, các công tố viên Hàn Quốc tiếp tục truy tố ông Lee tội thao túng giá cổ phiếu, vi phạm các quy định kiểm toán liên quan đến vụ sáp nhập giữa hai chi nhánh của Samsung vào năm 2015. Theo Yonhap, tòa án cấp cao Seoul đã kết án người kế thừa Samsung 2 năm tù vào ngày 18 tháng 1. Đây là phiên tòa xét xử lại vụ hối lộ liên quan đến cựu tổng thống Park Geun-hye. Phán quyết trên làm tiêu tan hy vọng của những người ủng hộ ông Lee. Người ủng hộ Thái tử Samsung mong muốn tòa án khoan hồng với ông bởi những đóng góp nhằm khắc phục khó khăn của tập đoàn trong diễn biến dịch COVID-19. Trái lại, những nhà hoạt động chống tham nhũng lại ủng hộ cơ quan tư pháp mạnh tay với ông Lee nhằm chống lại việc các công ty hối lộ quan chức nhà nước để có thể lợi thế kinh doanh. Vào ngày 17 tháng 1 vừa qua, Nga đã bắt giữ nhà phê bình nổi tiếng của Điện Kremlin là Alexei Navalny ngay khi ông vừa trở về từ Đức sau vụ đầu độc vào năm ngoái. Ngay sau đó, thì vợ ông đã lên tiếng trấn an những người ủng hộ của ông Navalny, kêu gọi họ hãy bình tĩnh. Vụ bắt giữ này tiếp tục gây ra một cuộc đụng độ chính trị giữa Nga với phương Tây. Điện Kremlin sợ ông Alexei đến mức họ phải đóng cửa tất cả mọi thứ, dừng gần như tất cả các chuyến bay tối nay ở Moscow. Họ đã khiến rất nhiều người thất vọng chỉ vì một người đàn ông bay về quê hương của ông ấy. Không sao, chồng tôi không sợ, tôi cũng không sợ và tôi kêu gọi các bạn đừng sợ. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ rất nhiều. Động thái này có thể khiến ông Navalny phải ngồi tù đến 3,5 năm vì các cáo buộc bỏ qua các điều khoản của các bản án tù treo có thể gây áp lực chính trị lên phương Tây nhằm thắt chặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga, đặc biệt là đối với dự án 11,6 tỷ đô la Mỹ xây dựng đường ống dẫn khí đốt tự nhiên từ Nga sang Đức. Trong khi đó, thì Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết rằng các nước phương Tây giận dữ với việc bắt giữ nhà phê bình Điện Kremlin Alexei Navalny chỉ là nhằm mục đích đánh lạc hướng công dân nước họ, không để ý đến tình hình trong nước. Ngoại trưởng Lavrov cũng nói thêm rằng trường hợp của ông Navalny đã gây được tiếng vang một cách giả tạo bên ngoài Nga và ở phương Tây, nơi đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Moscow vì vụ đầu độc nhà đối lập. Chúng ta có thể thấy phương Tây giận dữ như thế nào về việc ông Navalny trở lại Liên bang Nga. Họ chỉ đang làm điều đó để đánh lạc hướng công dân của họ khỏi cuộc khủng hoảng sâu sắc nhất của nước họ mà thôi. Cảnh sát đã bắt giữ ông Navalny, 44 tuổi, khi ông bay về Nga từ Đức lần đầu tiên kể từ khi ông bị đầu độc vào mùa hè năm ngoái.
Chuyển đến các thông tin tiếp, vào ngày 18 tháng 1, quân đội Mỹ tuyên bố hoàn tất việc rút phần lớn lực lượng khỏi Somalia vào thời điểm chỉ còn chưa đầy một tháng nữa thì nước này sẽ diễn ra các cuộc bầu cử lập pháp. Bộ Tư lệnh Châu Phi AFRICOM của quân đội Mỹ xác nhận việc tổ chức lại các lực lượng đã được hoàn thành trước thời hạn và Mỹ sẽ chỉ duy trì sự hiện diện rất hạn chế tại Somalia. Tuy nhiên, quân đội Mỹ khẳng định sẽ vẫn tập trung vào mục tiêu là tổ chức khủng bố Al-Shabaab và Mỹ hoàn toàn có khả năng chủ động lựa chọn thời gian và địa điểm để tấn công tổ chức này. Trước đó, vào ngày 4 tháng 12 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh rút phần lớn lực lượng Mỹ khỏi Somalia vào đầu năm 2021, trước thời điểm ông chuyển giao quyền lực. Trong những năm gần đây, Mỹ duy trì khoảng 700 binh sĩ ở Somalia để hỗ trợ lực lượng an ninh nước này trong cuộc chiến chống lại Al-Shabaab, đồng thời thực hiện nhiệm vụ huấn luyện cho các lực lượng đặc biệt Somalia. Được biết, số lượng binh sĩ sau khi rút khỏi Somalia sẽ được tái triển khai tại các nước lân cận là Kenya hoặc Djibouti để tiếp tục gây sức ép lên Al-Shabaab. Sau một thời gian im hơi lặng tiếng, trang web của Parler bất ngờ tái xuất trên mạng, dù ứng dụng này vẫn bị Apple và Google cấm cửa. Để đánh dấu lần trở lại này, CEO của Parler là John McGee đăng một dòng tin nhắn trên website với nội dung "Chào thế giới, chúng tôi vẫn đang hoạt động" và thông báo nền tảng sẽ được khôi phục trở lại sau khi khắc phục các vấn đề liên quan. Cụ thể hơn, ông John McGee viết, bây giờ là thời điểm để nhắc nhở các bạn, cả những người yêu và ghét chúng tôi, rằng tại sao chúng tôi thành lập nền tảng này. Chúng tôi tin rằng quyền riêng tư là điều tối quan trọng và quyền tự do ngôn luận rất cần thiết, đặc biệt là trên mạng xã hội. Mục đích của chúng tôi là cung cấp một quảng trường công cộng, phi đảng phái, nơi mọi cá nhân có thể tận hưởng và thực hiện các quyền cơ bản của mình. Chúng tôi sẽ vượt qua mọi thách thức và trở lại với các bạn sớm nhất có thể. Tên miền mới của Parler đã được đăng ký với Epic, một công ty chuyên bán tên domain và cũng là công ty đăng ký tên domain cho mạng xã hội Grab. Hiện vẫn chưa rõ công ty nào đang cung cấp dịch vụ máy chủ cho Parler. Hơn một tuần trước, Apple và Google gỡ Parler ra khỏi kho ứng dụng. Đến thời điểm hiện tại, Parler vẫn chưa có dấu hiệu sẽ quay trở lại App Store lẫn Google Play. Amazon đã cắt quyền truy cập máy chủ của Parler, đưa website vào trạng thái offline từ hôm 10 tháng 1. Sau vụ tấn công ở Điện Capitol ngày 6 tháng 1, người theo phe cánh hữu đã tìm cách dùng Parler như một nơi trú ẩn mới. Đến khi Parler sập thì họ tiếp tục chuyển sang ứng dụng nhắn tin Telegram, Signal hoặc mạng xã hội Gab nhờ chính sách tự do ngôn luận của những nền tảng này. Vừa qua, lực lượng an ninh Guatemala đã vô cùng quyết liệt khi dùng gậy, bình xịt hơi cay để đẩy lùi hàng ngàn người Honduras tràn vào nước này nhằm tìm đường di cư sang Mỹ. Thống kê cho thấy, khoảng 7-8 người Honduras đã vào Guatemala từ ngày 15 tháng 1. Sáng sớm ngày 17 tháng 1, một nhóm người di cư đã đụng độ với lực lượng an ninh của Guatemala. Các đoạn băng hình cho thấy, lực lượng an ninh Guatemala đã đụng độ với một nhóm hàng trăm người di cư cố phá vòng phong tỏa của cảnh sát tại làng Vado Hondo, gần Chiquimula, miền đông của nước này. Theo Reuters, khoảng một nửa số người di cư đang bị khoanh vùng ở làng Vato Hondo hoặc bị đẩy lùi đến một ngọn đồi gần đó hoặc quay ngược trở về. Nhà chức trách đã điều xe buýt và xe tải cho người nào tự nguyện muốn quay trở về. Bà Alejandra Mena, người phát ngôn của cơ quan xuất nhập cảnh Guatemala cho biết có một nhóm nhỏ đã được thoát khỏi vòng phong tỏa của cảnh sát và số còn lại đã bị bắt nhưng không nêu rõ con số. Hiện đoàn người di cư đang hướng đến Mexico, họ sẽ phải đối mặt với áp lực lớn hơn nữa khi đến đây. Theo một quan chức Mexico, hiện thỏa thuận di trú giữa Mexico và Mỹ vẫn còn đang có hiệu lực, do đó nhiều khả năng lực lượng chức năng sẽ giải tán đoàn người này. Hầu hết những người di cư đều tìm cách rời bỏ đất nước do nghèo đói, thất nghiệp, bạo lực và thiên tai. Để được đến miền đất hứa, những người di cư Honduras phải đi bộ hàng nghìn km qua Guatemala và Mexico. Vào ngày 18 tháng 1, quân đội Israel thông báo là các máy bay chiến đấu của Israel đã oanh kích các cơ sở của phong trào Hamas tại dải Gaza để đáp trả vụ tấn công trước đó từ phía Palestine. Theo thông báo của quân đội Israel, có hai quả rocket được bắn từ dải Gaza và vùng biển gần thành phố Ashdod, miền nam Israel. Quân đội nước này nhấn mạnh, để đáp trả vụ tấn công trên, các máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công các mục tiêu quân sự thuộc phong trào Hồi giáo Hamas tại dải Gaza, bao gồm các khu vực có đường hầm đang được đào. Theo các nguồn tin Palestine tại Gaza xác nhận, Israel đã bắt trúng khu vực nông nghiệp tại Khan Yunis, phía nam dải Gaza, tuy nhiên không gây thiệt hại về người. Bạo lực leo thang trong bối cảnh người dân Palestine tại bờ Tây và dải Gaza chuẩn bị đi bầu hội đồng lập pháp và bầu cử tổng thống lần lượt vào tháng 5 và tháng 7 tới. Đây là các cuộc bầu cử đầu tiên của Palestine trong vòng 15 năm qua, thời điểm bầu cử đã được công bố trong sắc lệnh của Tổng thống Mahmoud Abbas vào tuần trước.
Còn tại khu vực Trung Đông mới đây, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã tiếp các lãnh đạo tình báo Ai Cập và Jordan tại thành phố Ramallah để trao đổi về kế hoạch tiến hành các cuộc bầu cử sắp tới của Palestine. Thông báo từ văn phòng Tổng thống Palestine cho biết, Tổng thống Abbas đã thảo luận với các phái đoàn Ai Cập và Jordan về những diễn biến mới nhất liên quan đến vấn đề Palestine. Nội dung chính tập trung vào các vấn đề hòa giải dân tộc, đặc biệt là sắc lệnh về bầu cử được ban hành mới đây. Jordan nằm ở biên giới với vùng bờ Tây, trong khi Ai Cập giáp giới Gaza. Ngày 15 tháng 1 vừa qua, Tổng thống Abbas ban hành một sắc lệnh ấn định tổ chức bầu cử cơ quan lập pháp các vùng lãnh thổ Palestine vào ngày 22 tháng 5 tới và bầu cử tổng thống vào ngày 31 tháng 7. Phong trào Hồi giáo Hamas hiện kiểm soát dải Gaza đã hoan nghênh sắc lệnh này. Các cuộc bầu cử này được cho là đánh dấu một bước tiến lớn hơn hướng tới hòa giải giữa phong trào Fatah của Tổng thống Abbas hiện hoạt động tại vùng bờ Tây và phong trào Hamas. Chuyển đến một thông tin về quân sự tại Nga, tàu ngầm Dmitry Donskoy đã phải chịu đựng nhiều năm bị lãng quên về kỹ thuật trong suốt thập kỷ sau khi Liên Xô sụp đổ. Chỉ đến đầu những năm 2000 thì nó mới được sửa chữa trang bị lại và được giao một vai trò mới như một nơi thử nghiệm cho các máy bay RSM-56 Bulava SLBM mới nhất của Nga. Và mới đây, Hải quân Nga cho biết Dmitry Donskoy sẽ được dùng cho các sự kiện huấn luyện quân sự được lên kế hoạch cho năm 2021 liên quan đến tàu tuần dương. Trước đó, Dmitry Donskoy cùng với các tàu ngầm Delta 4 và 3, còn lại hiện đang phục vụ trong Hải quân Nga, được cho là sẽ bị loại bỏ dần trong các thập kỷ tới bởi lớp tàu ngầm chiến lược chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Borei mới. Nhưng có vẻ như Dmitry Donskoy hiện đang hoạt động cùng hạm đội phương Bắc của Nga sẽ không nằm trong số những ứng viên bị loại bỏ. Dmitry Donskoy đã được khởi đóng vào năm 1976. Đây là tàu ngầm quân sự lớn nhất thế giới, một danh hiệu gần đây đã gây tranh cãi, ít nhất là về chiều dài nếu không muốn nói là thay thế, bởi tàu ngầm chuyên dụng Belgorod. Các tàu Typhoon thường có một loạt các tính năng hướng tới tương lai, được xây dựng một phần từ kết cấu Titan cao cấp và nhiều thân tàu chịu áp lực. Các tàu thuộc dự án 941 đủ cứng để tiếp xúc trực tiếp với băng. Chúng được trang bị tới 20 tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm R-39 Riff, 6 ống phóng ngư lôi 533mm để tự vệ. Một thông tin tiếp về không gian. Thưa quý vị, Trung Quốc cho biết là các nhà khoa học nước ngoài sẽ có cơ hội xem xét các mẫu mặt trăng mà nước này thu thập được trong sứ mệnh thăm dò mặt trăng Trường An 5 vừa mới hoàn thành. Phát biểu bên lề một sự kiện dành cho các nhà báo, nhà ngoại giao và các quan chức khác tại Đài quan sát Thiên văn Quốc gia Trung Quốc ở Bắc Kinh, người đại diện nói rằng các mẫu vật vẫn đang ở giai đoạn tiền xử lý. Tuy nhiên, Trung Quốc sẽ sẵn sàng cho tất cả các quốc gia xem xét các mẫu vật, nhưng việc chia sẻ này chỉ dành cho mục đích khoa học. Tàu thăm dò mặt trăng Chang'e 5 cũng được trưng bày tại sự kiện hôm thứ Hai, đã hạ cánh trở lại trái đất ở khu vực Nội Mông Trung Quốc vào ngày 17 tháng 12 năm 2020, mang về những mẫu vật đầu tiên từ mặt trăng kể từ những năm 1970. Theo kế hoạch, tàu sẽ thu thập 2 ký mẫu vật, nhưng thực tế chỉ thu về được hơn 1,7 ký. Các nhà ngoại giao được mời tham dự sự kiện đã bày tỏ sự hào hứng trước triển vọng được nghiên cứu các mẫu thử. Theo ông Norbert Palut, đại diện cho không gian quốc gia Pháp cho biết, tôi bị thuyết phục về việc các nhóm nhà khoa học của chúng tôi sẽ là một trong những người đầu tiên nộp đơn xin lấy mẫu. Một thông tin về môi trường. Thưa quý vị, mới đây các nhà bảo tồn Trung Quốc đã lên kế hoạch xây dựng đập một cửa xả lũ quan trọng cho sông Dương Tử, huyện Phiên Dương, do lo ngại hệ sinh thái vốn đã mỏng manh nay phải chịu thêm những tác động khủng khiếp bởi nơi ở của các loài chim di cư và nhà của loài cá heo trên sông Dương Tử đang có nguy cơ tuyệt chủng. Sự phản đối kịch liệt diễn ra sau khi chính quyền tỉnh Giang Tây hồi đầu tháng này lên kế hoạch hồi sinh một dự án nhằm điều tiết dòng nước trên hồ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc, nơi đang rất dễ bị hạn hán vào mùa đông. Một nhóm môi trường phi chính phủ có trụ sở tại Thượng Hải có tên là Free Birds cho biết trong một bức thư ngỏ gửi chính quyền Giang Tây vào tuần trước rằng việc phê duyệt dự án sẽ cực kỳ vô trách nhiệm. Họ cáo buộc Giang Tây đã lén lút thực hiện dự án mà không có sự tham vấn thích hợp, đồng thời cho biết họ đã bất chấp kế hoạch do Chủ tịch Tập Cận Bình đưa ra với mục đích bảo vệ tốt hơn hệ sinh thái của sông Dương Tử, nơi cung cấp nước cho 40% dân số Trung Quốc. Theo kế hoạch sửa đổi của chính quyền Giang Tây, một cống sẽ được xây dựng kéo dài 3 km giữa hồ và sông Dương Tử nhằm mục đích kiểm soát mực nước và giảm bớt hạn hán. Một thông tin buồn, thưa quý vị, theo thông tin được Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez công bố trên Twitter hôm 16 tháng 1, nhà leo núi người Tây Ban Nha Sergi Mincos đã không may thiệt mạng khi đang chinh phục K2, đỉnh núi cao thứ 2 trên thế giới, chỉ sau đỉnh Everest.
Cụ thể, Thủ tướng Tây Ban Nha viết, thật buồn là Sergi Migrante đã qua đời trên dãy núi K2. Anh ấy muốn tiếp tục làm nên lịch sử khi tham gia đoàn thám hiểm đầu tiên chinh phục ngọn núi K2 giữa mùa đông, nhưng thảm kịch ập đến và cướp đi sinh mạng của anh ấy. Xin gửi lời chia buồn đến thân nhân của vận động viên vĩ đại này. K2 là một phần của dãy núi lớn Karakoram, nằm bao trùm biên giới giữa Trung Quốc, Pakistan. K2 được công nhận là dãy núi cao thứ hai trên thế giới. Một bài viết đăng tải trên tài khoản Instagram của nhà leo núi Migrante viết, hãy yên nghỉ Sergi, ngày hôm nay anh sẽ bắt đầu một cuộc leo núi mới. Theo trang Dawa Shepa, nhà leo núi người Nepal kiêm trưởng đoàn chinh phục núi K2 viết trên Instagram cho biết, Migrante đã bất ngờ bị ngã xuống dưới. So với 4.000 người từng trèo lên đỉnh Everest, ngọn núi cao nhất thế giới với độ cao lên tới 8.848m, chỉ có 350 người từng đặt chân lên đỉnh K2 tính tới năm 2018. Đáng nói, trong quá trình chinh phục ngọn núi K2, ít nhất 77 người đã thiệt mạng. Sau cái chết của vận động viên người Tây Ban Nha Migrante, nhóm 10 nhà leo núi người Nepal cuối cùng đã trèo lên được đỉnh K2 vào ngày 15 tháng 1. Đây là thông báo từ Nirma Bhujia, một trong số những nhà leo núi trong đoàn, theo chia sẻ trên Instagram. Hơn một tuần bị mắc kẹt ở độ sâu 600m dưới lòng đất, những thợ mỏ còn sống sót trong vụ sập mỏ vàng ở tỉnh Sơn Đông Trung Quốc đã gửi một mẫu giấy viết tay lên mặt đất cho biết là có một số người đang bị thương và nơi họ đang mắc kẹt đều bị nước bao vây và họ rất cần thuốc men. Mẫu giấy viết tay đã được đưa lên mặt đất thông qua một đường dây qua đường ống khoan của hệ thống thông gió khu vực hầm mỏ. Mẫu giấy viết tay đã được đưa lên mặt đất thông qua một đường dây qua đường ống khoan của hệ thống thông gió khu vực hầm mỏ. Lực lượng cứu hộ trước đó đã tiến hành khoan ngay tại hệ thống thông gió sau khi phát hiện sự sống từ những âm thanh gõ vọng dưới lòng đất một ngày trước đó. Nội dung mẫu giấy cho biết có hơn 10 người còn sống và họ đang cầu cứu do tình hình sức khỏe ngày một suy kiệt. Mẫu giấy được xé từ một quyển sổ với dòng chữ ghi bằng bút chì ghi rõ: chúng tôi đang rất cần thuốc, thuốc giảm đau, băng gạc y tế, thuốc chống viêm và có 3 người bị huyết áp cao. Theo nội dung ghi trong tờ giấy, có 4 người dưới hầm bị thương, trong khi chưa rõ tình trạng số người còn mắc kẹt còn lại. Người viết còn cảnh báo khu vực nơi họ bị mắc kẹt có lượng lớn nước ngầm bao quanh. Đoạn băng phát sóng trên kênh CCTV cho thấy các nhân viên cứu hộ đã reo mừng khi phát hiện tiếng gõ dưới lòng đất và sau đó đọc được tờ giấy nhắn được cuộn vào đường dây thông qua lỗ khoan. Vụ nổ xảy ra vào 14 giờ ngày 10 tháng 1 theo giờ địa phương tại một mỏ vàng ở thị trấn Tây Thành, thành phố Yên Đài. Địa điểm phát sinh vụ nổ cách lối vào mỏ khoảng 240m, trong khi ở thời điểm đó 22 thợ mỏ đang làm việc, cách đó khoảng hơn 600m. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, giới chức Trung Quốc đã điều động lực lượng cứu hộ tới hiện trường. Tại Bangladesh, vào ngày thứ Hai 18 tháng 1, một đám cháy lớn thứ hai đã bùng cháy qua các trại tị nạn Rohingya. Đây là vụ hỏa hoạn thứ hai xảy ra trong vòng một tuần, sau một đám cháy hủy diệt khác đã thiêu rụi nhà cửa của hàng ngàn người. Trong một đoạn video do một nhân chứng chia sẻ, một ngọn lửa đã được nhìn thấy thiêu rụi một tòa nhà trường học ở khu B của trại tị nạn Cox Bazar vào những giờ đầu ngày thứ hai. Cư dân địa phương cũng được nhìn thấy đang phải vật lộn trong đống đổ nát cháy hết ngày này qua ngày khác. Thứ năm tuần trước, 14 tháng 1, một đám cháy lớn ở trại Nayapara đã thiêu rụi hơn 550 ngôi nhà, 150 cửa hàng và một cơ sở thuộc tổ chức phi lợi nhuận, theo cơ quan người tị nạn Liên Hiệp Quốc UNHCR. Một thông tin về nghệ thuật. Thưa quý vị, vừa qua một bức vẽ nguyên bản của cố họa sĩ người Bỉ Hirsch là cha đẻ của bộ truyện tranh Những Cuộc Phiêu Lưu của Tintin làm mê hoặc nhiều thế hệ độc giả đã được bán với mức giá kỷ lục 3,2 triệu euro tại phiên đấu giá trực tuyến vào tối cuối tuần qua. Theo nhà đấu giá Art Corio có trụ sở ở Paris, Pháp, bức vẽ được đề xuất sử dụng là bìa trước của tập truyện mang tên The Blue Lotus, bông sen xanh, xuất bản năm 1936. Tuy nhiên, phía nhà xuất bản đã từ chối với lý do màu sắc trên bức vẽ sẽ đẩy chi phí in lên quá cao. Bức vẽ sử dụng chất liệu màu bột, mực và màu nước với hình ảnh chàng ký giả Tintin trong trang phục phương Đông cùng với chú chó Snowy nấp trong chiếc bình gốm phía trước con rồng đỏ hung hãn. Bức vẽ này đã dễ dàng xô đổ kỷ lục trước đó thuộc về một bức vẽ trên hai trang giấy cũng của họa sĩ Hirsch được bán với giá 2,65 triệu euro hồi năm 2014. Art Corio cho biết chủ nhân mới của bức vẽ là một nhà sưu tầm tư nhân. Việc bức vẽ của cố họa sĩ Hirsch đạt mức giá cao kỷ lục và cao hơn mức ước tính 2,2 đến 2,8 triệu euro cho thấy xu hướng ưa chuộng những kỷ vật gợi nhớ Tintin, chàng ký giả trẻ tuổi với những cuộc phiêu lưu kỳ thú khiến nhiều thế hệ độc giả say mê từ những năm 1930.
cố họa sĩ Hirsch 1907-1983, tên thật là George Remy. Bộ truyện tranh Những cuộc phiêu lưu của Tintin là một trong những bộ truyện nổi tiếng nhất thế kỷ 20, với hơn 230 triệu bản được bán ra trên toàn thế giới. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc lại FBNC Thế giới hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Chào quý vị và hẹn gặp lại.